Chào các bạn, hẳn các bạn còn nhớ một thầy giáo dạy tiếng Anh người Mỹ rất nổi tiếng, một YouTuber từng được đánh giá rất cao tại Việt Nam, Dan Hauer. Tuy nhiên, vì một câu nói liên quan đến đại tướng Võ Nguyên Giáp mà Dan đã bị tẩy chay và không thể tiếp tục hoạt động tại Việt Nam. Vậy giờ Dan ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Dan Hauer, hay còn gọi là Daniel Hauer hoặc đơn thuần là Dan, là một thầy giáo dạy tiếng Anh người Mỹ. Dan Hauer sinh năm 1986. Dan đến Việt Nam vào tháng 3 năm 2013 và chỉ trong có 2 năm, Dan đã có thể nói tiếng Việt rất thành thạo và hiểu khá rõ về văn hóa của Việt Nam. Kênh YouTube dạy tiếng Anh của Dan đã có tới 1,4 triệu lượt người đăng ký. Và với thành tích đó vào năm 2018 thì đó là một con số khủng. Dan đã dành 10 năm dạy tiếng Anh ở rất nhiều đất nước khác nhau trên thế giới. Khi đến Việt Nam thì Dan cảm thấy phù hợp với mảnh đất và con người nơi đây nên đã quyết định dừng chân hòa nhập với cuộc sống của Hà Nội. Dan cũng thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở Việt Nam. Dan Hauer đã kết hôn cùng với một người vợ Việt Nam. Vợ của Dan tên là Hậu, có khuôn mặt rất đúng với cái tên, nhìn rất phúc hậu. Vào tháng 8 năm 2017, Dan Hauer đã nổi lên như một cơn bão khi đăng tải video clip với tựa đề "Khi người Mỹ nghe tiếng Anh của người Việt", khiến cộng đồng mạng xôn xao. Clip nhằm chỉ ra các lỗi sai thường gặp của người Việt khi phát âm tiếng Anh. Tuy nhiên, các nhân vật phát âm sai tiếng Anh được Dan nhắc đến lại chính là các thầy cô giáo ở một trung tâm Anh ngữ lớn của Hà Nội. Theo đó thì sau khi đăng tải video này, Dan đã nhận được rất nhiều sự đồng tình ủng hộ của cư dân mạng. Dan cho rằng một số thầy cô được anh nhắc trong clip đã có cách phát âm tương đối tốt, thế nhưng việc dạy tiếng Anh là quan trọng, các thầy cô cần phải hiểu rõ trách nhiệm của mình. Vấn đề xảy ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2018, sau khi thấy một người chia sẻ sẽ xăm hình lá cờ Việt Nam lên ngực nếu đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, thì Dan Hauer cũng có bình luận rằng nay đã là gì đâu, khi Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng Olympic 2 năm trước, tao còn gắn khuyên vào bi giống như đầu đại tướng Võ Nguyên Giáp vậy. Câu nói này được dịch ra mang một ý nghĩa vô cùng tục tĩu, không những thế còn đụng chạm đến vị tướng tài được cả dân tộc Việt Nam tôn kính. Chính vì vậy, lời bình luận của Dan đã nhanh chóng phải đối mặt với làn sóng vô cùng dữ dội từ cộng đồng mạng Việt Nam. Cộng đồng mạng Việt Nam đã tẩy chay Dan trên kênh YouTube, tẩy chay trên mạng xã hội và cả ở trung tâm Anh ngữ mà Dan được cho là đã từng làm việc. Và sau đó thì thầy giáo người Mỹ này đã phải đăng một đoạn video để giải thích và xin lỗi về sự việc. Dan nói rằng, lúc đầu Dan không hiểu vì sao mọi người thấy câu nói đùa của Dan lại nghiêm trọng như vậy. Sau khi nói chuyện với vợ thì Dan mới hiểu được. Hy vọng mọi người có thể tha lỗi cho Dan và hiểu rằng Dan thực sự là không có ý xấu. Dan muốn giải thích bình luận đó mang tính hài hước chứ không hề có ý xấu. Đó không phải là một bình luận linh tinh. Dan nói rằng tôi chỉ muốn chỉ trích hành động đó bởi tôi thấy việc đó là ngớ ngẩn. Ông ta chỉ muốn gây sự chú ý. Và tôi không nghĩ việc dùng tên của đại tướng lại nghiêm trọng. Bởi ở đất nước của tôi, nếu có nói đùa như thế thì cũng chẳng ai quan tâm. Có thể một số bạn sẽ nghiêm túc phản ứng, nhưng điều đó cũng được thôi. Tôi chỉ muốn khẳng định một điều là tôi không nói xấu Việt Nam, không nói xấu đại tướng. Vợ Việt Nam của Dan là Lê Thị Hậu, cũng là người có mặt trong cuộc họp báo của Dan, thừa nhận những hành vi sai trái của chồng, nhưng cũng đề cập đến những căng thẳng gia đình mà cô phải đối mặt kể từ khi vụ bê bối bắt đầu. Cô nói rằng, tôi căng thẳng, kiệt sức và sợ hãi trước tất cả những lời đe dọa và lăng mạ nhắm vào gia đình. Là một công dân Việt Nam, tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm bởi những nhận xét của Dan, nên tôi có thể hiểu tại sao dư luận lại phẫn nộ với chồng tôi đến vậy. Tôi biết Dan đã phạm sai lầm lớn và tôi đã cố gắng hết sức để giúp anh ấy hiểu được lỗi lầm nghiêm trọng của mình đến mức nào. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đi quá xa, thế nên Dan vẫn không được sự tha thứ từ cộng đồng mạng. Và nhiều người còn cho rằng lời xin lỗi của Dan là không chân thành. Dan được cho là đã vào group kín để bồi bác, móc mỉa, nói xấu người Việt Nam. Cụ thể là Dan Hauer bị phát hiện đăng một bài mỉa mai trong một group kín của người nước ngoài ở Việt Nam rằng: "Chà, mọi người, nếu mình bị giết ở ngoài phố thì ít nhất mình sẽ trở thành tử sĩ, chỉ vì một trò đùa mỉa mai và không phải là một lũ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan." Tuy nhiên, Dan sau đó cũng giải thích và cho rằng mọi người đang hiểu lầm mình. Cụ thể là Dan nói: "Điều đó hoàn toàn không đúng. Chính vợ Dan là một trong những người đã thấy rất xúc phạm. Trong thời gian vừa qua, vợ mình đã rất thất vọng về mình. Mình thấy những người đã xúc phạm về câu đùa của mình liên quan đến đại tướng Võ Nguyên Giáp có lý và muốn nhấn mạnh lời xin lỗi của mình gửi đến họ. Lý do vì sao mình đăng bài dưới là vì trong thời gian qua, Dan đã nhận vô số lời bình luận và tin nhắn có tính chất cực đoan, ngay cả có nhiều người bảo là sẽ giết Dan. Cho nên, lý do vì sao Dan đăng bài dưới là vì muốn nói đến những người đã phản ứng theo cách cực đoan như thế."
Sau khi bị tẩy chay thì Dan đã cùng vợ và các con trở về Mỹ. Theo chia sẻ của Dan trên LinkedIn, năm 2019, Dan không theo nghề dạy tiếng Anh nữa mà anh đã tham gia một khóa học lập trình web full stack toàn thời gian và tham gia khóa học kéo dài 9 tháng, tập trung vào các dự án nhóm mô phỏng vòng đời và phát triển sản phẩm thực tế. Sau khi học xong thì anh trở thành kỹ sư phần mềm 1 với kỹ năng chuyên về JavaScript. Đến nay thì Dan đã trở thành kỹ sư phần mềm bậc 2 được 3 năm tại một công ty có tên là F5. Anh tự hào khoe rằng mình đã giúp cải tiến được một sản phẩm, tăng hiệu suất lên đến 10 lần. Còn về cuộc sống thì gia đình Dan thường đăng ảnh cuộc sống hạnh phúc trên trang Facebook của vợ Dan. Mới đây thì vợ Dan khoe rằng gia đình đã mua được một chiếc BMW sau 1 năm cày cuốc. Dan bình luận rằng hoan hô vợ yêu mua được chiếc xe Đức cao cấp trong khi chồng vẫn lái chiếc xe Nhật cũ kỹ. Và đó chính là cuộc sống của Dan bây giờ. Các bạn nghĩ sao về Dan Hauer? Hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.